Theo Bộ Y tế, khu vực dễ bùng phát dịch COVID-19 nhất tại nước ta hiện nay là biên giới Tây Nam và các tỉnh Tây Nam Bộ. Vì thế, các tỉnh biên giới tại đây cần tăng cường kiểm soát nhập cảnh, đặc biệt là nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị các tỉnh biên giới Tây Nam và các tỉnh Tây Nam Bộ siết chặt công tác kiểm tra kiểm soát đường biên, đặc biệt là nhập cảnh qua đường biên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tới các gia đình có người đang học tập sinh sống ở những nước có dịch. Khi người thân trong gia đình có nhu cầu về nước thì phải nhập cảnh hợp pháp, không được nhập cảnh trái phép. Người dân chủ động thông báo cho cơ quan chức năng người về từ vùng dịch không khai báo. Đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép, Ban chỉ đạo quốc gia chỉ đạo xử lý nghiêm việc giữ vững khu vực biên giới ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép bảo đảm an toàn cho cộng đồng là vấn đề đóng góp quan trọng trong phòng chống dịch thời gian tới đây